Thưa quý khán giả, kế hoạch về tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải được xây dựng theo tinh thần hết sức khẩn trương nhưng cũng đầy thận trọng, kỹ lưỡng để đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số người dân và đòi hỏi của thực tiễn. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc hướng dẫn của Trung ương, nghị quyết số 128 của Chính phủ, phấn đấu khôi phục lại toàn bộ các hoạt động của xã hội trong vài ngày tới. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ, Ban công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Cuộc họp nói đến các điểm cầu, quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển trình bày tờ trình về việc ban hành kế hoạch tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trong tình hình mới, áp dụng cho đến khi có hướng dẫn chi tiết của các bộ ngành trung ương. Đánh giá cấp độ dịch theo quyết định số 4.800 của Bộ Y tế, thành phố thuộc cấp 1. Tuy nhiên, do không đạt được chỉ số trên 80% người trên 65 tuổi được tiêm đủ liều vaccine, tương đương 12,33%, nên phải tăng lên một cấp độ dịch là cấp 2. Thảo luận kế hoạch này, đa số đại biểu thống nhất với đánh giá cấp độ dịch của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố. Tuy nhiên, với tốc độ tiêm vaccine như hiện nay, mỗi ngày thành phố tiêm hơn 80.000 mũi, thì thành phố Cần Thơ hoàn toàn có khả năng đạt tỷ lệ trên 70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, cũng như tỷ lệ trên 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 để xếp ở cấp độ 1. Về đảm bảo khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến, hiện thành phố có 3.220 giường điều trị, trong đó tầng 1 có 2.100 giường, đang điều trị 411 bệnh nhân. Tầng 2 là 920 giường, có 167 bệnh nhân, và tầng 3 là 200 giường, đang điều trị 49 bệnh nhân. Về số ca mắc mới trong cộng đồng, từ ngày 23 tháng 9 đến nay, thành phố Cần Thơ không ghi nhận trong cộng đồng có người dương tính với SARS-CoV-2. Từ những phân tích nhận định trên, các đại biểu đề nghị Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố xây dựng kịch bản, kế hoạch phù hợp để Ban chỉ đạo xem xét, quyết định để thành phố Cần Thơ áp dụng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Quang Mạnh đánh giá, thành phố chuyển trạng thái, gỡ bỏ các biện pháp giãn cách theo chỉ thị số 16, kiểm soát tốt các ổ dịch nguồn lây. Tuy nhiên, để đưa thành phố đạt trạng thái bình thường mới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị. Chúng ta phải tập trung làm những cái việc còn lại trong mấy ngày tới đây, gần đây, để đạt cái trạng thái đủ 3 cái tiêu chí của cấp 1. Chứ chúng ta không có băn khoăn vì cái 3 cái tiêu chí này thì cái tiêu chí khó nhất là cái tỷ lệ ca nhiễm trong cộng đồng thì chúng ta lại rất tự tin vì chúng ta không có ca nhiễm cộng đồng trong mấy ngày gần đây. Cho nên là chúng ta tập trung vào 2 cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là tăng cái tỷ lệ tiêm vaccine. Thứ hai là chúng ta xử lý cái việc là cái gọi là cái khả năng thu dung điều trị ở cái cấp tuyến. Mà cái tuyến thành phố, tuyến cấp 3 chúng ta thì rất tốt rồi. Chúng ta đủ cơ sở để chúng ta điều trị cho các cái nạn rồi. Chỉ có còn một việc nữa là theo cái nghị quyết 128 cũng như là quyết định 4.800 đó, thì cái tuyến y tế phường, xã, thị trấn của chúng ta phải tăng cường thêm một số. Và trong đó thì chính phủ cũng yêu cầu là chúng ta có kế hoạch để nâng cấp thôi. Chứ cũng không nhất thiết là ngay lập tức phải đầu tư đầy đủ hết tất cả các cái bình oxy như là điều kiện thu dung ngay. Do vậy là tôi thống nhất với các đồng chí tin tưởng rằng trong vòng 2-3 ngày tới là chúng ta có thể tập trung để thực hiện đầy đủ nốt các cái điều kiện để đưa thành phố chúng ta đạt cái tiêu chuẩn là cấp 1. Và trên cơ sở cái cấp 1 đấy chúng ta có một cái điều kiện gọi là thuận lợi nhất để khôi phục lại toàn bộ các hoạt động chung của xã hội cũng như là các cái hoạt động của người dân, đời sống của người dân cũng như là các hoạt động sản xuất kinh doanh. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý Ủy ban Nhân dân thành phố khi xây dựng kế hoạch phải căn cứ vào nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Về thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Sở Chỉ huy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tập trung rà soát, thống kê, theo dõi việc đăng ký tiêm chủng qua cổng thông tin tiêm chủng, đồng thời thông báo đến các đối tượng người đã đăng ký và người chưa đăng ký tiêm chủng để thực hiện đầy đủ việc tiêm chủng ngay trong thời điểm hiện nay. Thống kê và rà soát số lượng người dân đã đăng ký cái tiêm trên cổng thông tin tiêm chủng. Vấn đề này tôi đề nghị là các quận huyện
phải chỉ đạo và hỗ trợ cho các xã phường thị trấn, đặc biệt là chỉ đạo các đồng chí ở dưới khu vực ấy, là rà soát lại các cái đối tượng người dân của chúng ta mà chưa tiếp cận thông tin hoặc là chưa biết cách đăng ký, thì chúng ta hỗ trợ để cho người dân chúng ta, còn khoảng độ gần 200.000 người dân chúng ta phải đăng ký, có đăng ký thì mới có cái lịch nhận để đi tiêm chủng. À, thứ hai nữa là khi chúng ta thực hiện cái việc tiêm chủng thì các đồng chí ở các quận huyện và các cái chỉ đạo y tế quận huyện và các cái điểm tiêm là phải cập nhật cái kết quả tiêm chủng lên trên cái cổng thông tin tiêm chủng này. Chúng ta lưu giữ số liệu của người dân và tình trạng sức khỏe cũng như là cái kết quả tiêm chủng rất là hữu ích cho cái việc quản lý trên các cái địa bàn. Đồng thời là chúng ta theo dõi cái lượng vaccine tốt nhất là thông qua công nghệ thông tin. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta có dữ liệu trên hệ thống thì chúng ta mới theo dõi được để tiêm mũi 2. Và thứ ba nữa là để cho bà con người dân của chúng ta khi mà đã tiêm mũi 1 rồi mũi 2 là trên ứng dụng điện thoại là thành thẻ xanh để chúng ta có thể đi lại, để chúng ta có thể thực hiện các cái biện pháp quản lý xã hội sau này. Khi mà người dân chúng ta đã có cái thông tin trên mạng và người dân chúng ta là rất là phấn khởi, tự hào khi mà có cái kết quả tiêm chủng mũi 1, mũi 2 để đi, để làm việc, để phục vụ cho cuộc sống. Trong công tác tiêm chủng thì cũng đề nghị chúng ta cũng quan tâm thêm đối với lại cái việc tuyên truyền bà con để tự giác đăng ký hơn và cũng như là tổ chức cái việc tiêm chủng. Tôi lưu ý là tránh cái việc tập trung đông người. Đây thì vừa quan vừa qua chúng ta cũng làm khá tốt, tuy nhiên vẫn còn một số điểm như chỗ phường An Khánh hay phường Hưng Lợi vì tập trung cũng vẫn còn đông. Thế thì đề nghị các đồng chí quan tâm đến cái việc này, chúng ta kéo dài thời gian tiêm ra hoặc là chúng ta mở thêm các cái bàn tiêm, điểm tiêm, thì khi đấy chúng ta sẽ đảm bảo được cái việc tránh lây nhiễm chéo trong cái quá trình tiêm chủng. Bí thư Thành ủy lưu ý, hiện nay hơn 15.500 người về từ vùng dịch đang cách ly tại nhà, nhưng thời gian qua có nơi giám sát chưa tốt. Người cách ly tại nhà còn di chuyển và tiếp xúc nhiều người. Ngoài ra, ở cơ sở chưa nắm bắt quản lý người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, để họ đi khám nhiều nơi và nguy cơ làm lây nhiễm COVID-19. Vấn đề thứ hai là vấn đề liên quan đến cái việc thì tổ chức quản lý kiểm soát người dân từ các vùng dịch về, thì chúng ta đã có những cái đánh giá rất là rõ, nhưng mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái việc ngoài cái việc là giám sát cái cách ly y tế cũng như là các cái biện pháp về tiêm chủng cho các cái người dân mới về là hết sức quan trọng. Đồng thời chúng ta cũng cần phải tổ chức để tạo điều kiện cho bà con để giới thiệu công ăn việc làm cũng như là ổn định cái đời sống, quay trở lại với cái nhịp sống bình thường, và đặc biệt là các cái chế độ chính sách cần phải thực hiện cho bà con trong cái thời gian bà con mới về. Thế còn tôi cũng đề nghị là ở đây có các quận huyện cũng như các xã phường thì các đồng chí rất là quan tâm để thực hiện nốt cái việc chi trả cho người dân hỗ trợ theo cái nghị quyết 44 và nghị quyết 52 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hiện nay mới chỉ có thốt nốt như ý kiến các đồng chí nêu là trả được gần là hết 99%. Thì các cái địa bàn còn lại là thời gian này phải tập trung vào chi trả cho nó xong. Vì nếu như mà chúng ta lúc này là bà con khó khăn, chứ còn nếu mà 1-2 tuần nữa bà con quay lại sản xuất bình thường rồi thì cái việc chi trả chúng ta nó sẽ giảm ý nghĩa. Liên quan tới các hoạt động buôn bán, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố phải có kế hoạch thật cụ thể cho hoạt động của các siêu thị, chợ đầu mối, có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung, nhưng các biện pháp này không được trái với quy định của Trung ương. Về các cái trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích và chợ đầu mối, thì ở đây chính phủ quy định là cấp 1 hay cấp 2 hay cấp 3 gì đó hoạt động là vẫn hoạt động, nhưng đều có gạch sao cả, đều có dấu sao ở đây, tức là phải có điều kiện. Và điều kiện là Ủy ban dân cấp tỉnh quy định về cái số lượng người mua bán này, cũng như là về cái phía các cái đơn vị đấy phải có các cái kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Thì ở đây tôi đề nghị là như thế này, chúng ta phải có một cái quy định một cách nó thật cụ thể hơn cho các cái cửa hàng, cho các cái siêu thị, cho các cái chợ đầu mối thực hiện. Và việc này tôi đề nghị là Ủy ban dân thành phố giao cho Sở Công Thương làm thật gấp. Chúng ta phải quy định thật chi tiết, ví dụ như là cái tối thiểu khoảng cách 2 mét mà để thực hiện được ở trong các cái chợ là nó phải rõ. Bây giờ phải, nếu như không đủ thì phải đưa ra ngoài. Chúng ta đảm bảo cái điều kiện cho bà con để buôn bán, đấy là quyền của người dân, chúng ta phải thực hiện cái quyền của người dân. Nhưng mà cái quyền của nhà nước là đảm bảo các cái điều kiện thì chúng ta phải quy định như thế nào để đảm bảo đúng cái khoảng cách như thế. Nếu mà số quầy, số sạp ở trong một cái chợ mà nó quá đông thì chúng ta phải giao cho ban quản lý chợ tổ chức lại cái không gian ở trong đó, và cái việc này thì Sở Công Thương phải có cái tham mưu cho Ủy ban ra rất rõ.
Chúng ta cần thiết có thể là quy hoạch thêm bên ngoài trong cái thời buổi này để cho các chợ có thể tiếp tục bán ở ngoài phố, ngoài đường, nhưng mà để đảm bảo cái số lượng sạp, số lượng cái như thế nào, hay là giao cho ban quản lý chợ quản lý cái việc là bây giờ tiêm chủng ngay cho bà con, thì chúng ta cứ đảm bảo cho người dân, cho các cái tiểu thương tiêm được 2 mũi là kinh doanh, chứ không có được quyền, chúng ta không được quyền là hạn chế, chúng ta không được quyền là không được mở, mà chúng ta chỉ có quyền tổ chức và quy định về các điều kiện. Đồng chí Lê Quang Mạnh khẳng định mục đích của kế hoạch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân thành phố, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca bệnh chuyển nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn theo lộ trình, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu đến cuối năm đạt mục tiêu này để tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.